Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Diễn biến đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc không quá gay gắt nhưng thời tiết oi bức và khó chịu. Từ ngày 30 tháng 5 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Miền Bắc oi nóng kéo dài. Sau nhiều ngày thời tiết mát mẻ do đợt mưa dông kéo dài mang lại, các tỉnh miền Bắc đã đón một đợt nắng nóng mới quay trở lại. Ngày 29 tháng 5 ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ như Mường La của Sơn La 41,6 độ, Sông Mã của Sơn La 39,8 độ, Phú Yên của Sơn La 37,4 độ. Dự báo ngày 30 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Ngày 31 tháng 5, nắng nóng mở rộng xuống khu vực Nam Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đợt nắng nóng này, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định sẽ không quá gay gắt, tuy nhiên thời tiết sẽ trở nên oi bức, nóng được hơn. Vậy hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến bao giờ? Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tuần tháng 6 năm 2023. Cụ thể như sau, khu vực Bắc Bộ ngày 1 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 có nắng nóng cục bộ. Từ đêm ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung vào khoảng thời gian chiều và tối. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Đà Nẵng, Bình Thuận ngày 1 tháng 6 từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung ở khu vực phía Nam vào chiều và tối. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 phía Bắc có nắng nóng trên diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau đây là tin dự báo chi tiết về mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa các bạn, trong ngày hôm nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ đã có mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ chiều nay có nơi trên 30mm, như ở Tây Thuận, Bình Định 47mm, Khánh Phú, Khánh Hòa 55,4mm, Man Nới, Ninh Thuận 43,5mm, Ngã Ba 46, Bình Thuận là 67mm, Ngọc Yêu, Kon Tum là 35mm, Bùi Nho 1, Bình Phước 46,2mm, Trần Văn Thời, Cà Mau là 41,4mm. Dự báo từ chiều tối hôm nay cho đến ngày mai tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian xảy ra mưa khá lớn sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ mưa giảm dần. Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ thường có mưa diễn ra vào chiều tối. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh miền Tây, cục bộ tại Đồng Nai và Kiên Giang có mưa to với lượng mưa trên 100mm. Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 5, một dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ rồi Bắc Bộ suy yếu dần. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, thời tiết ngày có nắng gián đoạn, vào chiều tối có mưa dông rải rác ở nhiều nơi. Từ ngày 4 tháng 6, mưa dông có khả năng trở lại trên khu vực. Trong mưa dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Về tình hình thời tiết nửa đầu tháng 6, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định như sau. Về nhiệt độ trên cả nước tiếp tục có xu hướng cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng gia tăng hơn tại Bắc Bộ và Trung Trung Bộ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Số ngày nắng nóng kéo dài khiến tổng lượng mưa cũng xuống thấp. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và miền Tây Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5 đến 15%. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 15 đến 20%. Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đang bước vào mùa mưa nên lượng mưa cao hơn 5 đến 20%.
có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tiếp theo sẽ là tin cập nhật mới nhất về siêu bão Magua và ảnh hưởng của nó đến nước ta. Sức bão Magua hiện tại có hiện tượng suy yếu ở trên biển Philippines vào tối hôm qua, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn. Bản tin dự báo thời tiết vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm qua của cơ quan quản lý dịch vụ và thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, Pagasa cho biết sức gió duy trì tối đa của bão Magua là 155 km/h so với 165 km/h trước đó. Sức gió tâm bão là khoảng 205 km/h. Tuy nhiên, gió mạnh, giật cấp siêu bão đã kéo dài sang ngoài tới khoảng 770 km tính từ tâm của bão. Tính đến 16 giờ chiều hôm nay, vị trí trung tâm của bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 370 km về phía đông đông bắc, cách đảo Đài Loan khoảng 550 km về phía đông nam. Dự báo bão Magua sẽ giảm tốc độ hơn nữa, di chuyển về phía tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Thưa các bạn, kể từ khi phạm vi gió của bão Magua mở rộng, nhiều khu vực đã được đặt dưới cảnh báo tín hiệu số 1, đặc biệt là một số địa phương ở dọc theo phần phía đông của nam đảo Luzon, bao gồm Banatis, Cagayan, Isabela, Quirino, phần phía đông bắc của Nova và Vigacera, phần phía bắc của trung tâm Adora, phần phía bắc của Seta Donis và phần đông bắc của Camarines, phần phía bắc của Camarines. Tín hiệu số 2 là tín hiệu cảnh báo gió cao nhất, rất có thể sẽ được nâng lên mặc dù trong trường hợp xấu nhất. Tín hiệu số 3 có thể sẽ được đưa ra. Trung tâm Pagasa cũng cho biết bão Magua đã bắt đầu tăng cường gió mùa Tây Nam. Bên cạnh đó, Pagasa cũng cập nhật dự báo lượng mưa trong cơn bão ở mức từ 50 cho đến 200mm tùy từng vùng trong 3 ngày, từ hôm nay cho đến ngày kia. Cơ quan thời tiết khuyến cáo các tàu nhỏ không nên ra khơi, các tàu lớn hơn đề phòng sóng lớn. Bão Magua được dự báo là sẽ di chuyển về phía Tây Bắc trong hôm nay, sau đó nó sẽ di chuyển chậm hơn hoặc gần như là đứng yên vào ngày mai hoặc ngày kia khi ở phía đông của Batanes, trước khi di chuyển hướng Đông Bắc và tăng dần tốc độ về vùng biển phía đông của Đài Loan, về phần phía nam của quần đảo Shikoku của Nhật. Pagasa dự báo bão Magua sẽ yếu dần trong 5 ngày tới do nước biển lạnh hơn và sự xâm nhập của không khí khô. Nó có thể sẽ bị hạ cấp vào ngày đầu tháng 6. Vào lúc cực đại, Magua là siêu bão với sức gió duy trì tối đa 215 km/h. Magua có thể rời vùng biển giám sát của Philippines vào tối ngày thứ 6. Đây là cơn bão thứ 2 và là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2023. Do ảnh hưởng của siêu bão gần Biển Đông, cho nên trong 2 ngày qua, nhiều nơi ở Nam Bộ nước ta đã xảy ra mưa rất to với lượng mưa đo được trên 100mm. Dự báo trong những ngày tới thì Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa to, cho dù bão Magua cách xa Việt Nam khá xa, nhưng do đây là siêu bão mạnh với sức gió mạnh nên sẽ kích thích gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, rãnh áp thấp xích đạo cung cấp nguồn ẩm cũng dịch chuyển lên phía trên ở gần Nam Bộ hơn. Những yếu tố này sẽ gây ra mưa to ở nhiều nơi Nam Bộ trong mấy ngày vừa qua. Còn về khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, theo mô hình dự báo bão cho biết, từ khoảng ngày 4 tháng 6 trở đi, rãnh áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão. Tuy xác suất chưa cao nhưng do tình hình diễn biến thời tiết trong những ngày sắp tới rất phức tạp và rất khó lường, nên quý vị và các bạn, đặc biệt là các ngư dân, chú ý theo dõi những thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để tránh bị động. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!